Xin giới thiệu mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đã hoàn thành bức tranh hình ảnh con cừu nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để bằng cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Chị cũng không xem cái gì, chị cũng biết. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Về phần móng thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô cho phần móng của con cừu nhé. Mình sẽ tô phần móng đầu tiên các bạn này với màu sắc đó là màu cam. Tiếp theo là mình sẽ tô phần móng tiếp theo nhé. Và đây là phần móng tiếp theo của con cừu mọi người nhé. Và mình đã tô xong phần móng rồi các bạn ạ. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến phần màu cam để tô cho cái phần sừng và phần tai này của con cừu. Phần tai nhé, đây là phần tai. Mình tô với màu sắc màu cam như mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho phần mũi với màu sắc là màu cao luôn nha. Và mình sẽ sử dụng tiếp tục đến màu tím. Mình sẽ tô cho hình ảnh con cừu của mình hôm nay với màu sắc là màu tím nha mọi người. Và mình sẽ tô lần lượt hết phần đầu nhé. Và mình sẽ tô tiếp tục. Cũng xưa chị Ngân. Không. À, còn hai hộp đen nữa rồi. Chị thử uống một hộp chết mà. Cái hộp ở trên đây thì mình sẽ tô màu xanh lá. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến hết cái phần đầu mọi người nha. Với màu sắc đó là màu tím nhé. Cái phần hộp đựng bên trên thì mình sẽ tô màu nâu. Và đây là bức tranh mà mình đã tô màu cho nhà của chú gấu và một cái hộp ở trên tay và chúng ta có thể tham khảo nữa. Và tiếp tục mình sẽ tô đến đó phần thân mọi người nhé. Đây là bức tranh sau khi được tô màu cho nhé. Và chúng ta có thể tham khảo cách cho màu này mình nhé. Và bây giờ phần thân mình nhé. Phần thân mình sẽ tô lần lượt cho đến hết cái phần thân của mình thì thôi nha mọi người. Với màu sắc đó là màu tím nhá. Và đây là phần bụng của mình nhá. Và mọi người xem video thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách cho mình lượt like, lượt share cũng như là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và follow thêm nhiều cái video tôi mong nữa. Mình sẽ tạo xin kênh nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đây là phần chân sau của mình nhé. Phần đuôi, mông, chân sau và đuôi sẽ được mình hoàn thành bởi màu sắc đó là màu tím. Hình ảnh thì một con cừu màu tím rất là dễ thương nhé. Đây là phần chân nha mọi người. Và mình đã hoàn thành. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh.
tranh hình ứng cứu bạn này đã được mình hoàn thành bởi hai phân loại màu sắc. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành được bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh.